thôi, mình còn phải về nhà mẹ thì về. Tao sẽ giết tất cả. Oh my god. Xin chào các bạn. Béo. Đầu tiên mình muốn nói là mình sốt rồi và hôm nay mình rất là mệt luôn, nhưng mình phải làm một cái video nào game nào đó. Và nếu mà mình khô khan trong việc sợ là mệt, mình đang bị sốt. Nhưng mà không phải là sốt Covid đâu nhá, nên là đừng có lo nhá. Được rồi, hôm nay chúng ta chơi game Leftover. Là hộ thừa hả? Giao hàng hả? Web. Các bạn có thể chơi trên web nữa. Các bạn muốn thử trải nghiệm này, mình sẽ đưa cho cái link trong video. Và các bạn theo test rồi, ok, mình chơi thử coi. Ồ, game web mình nhìn đẹp nhờ. Ok, mình có thể ok. Ô, mẹ mình hả? Mami, mẹ ơi. Boy, I need your help, please. Con trai, mẹ còn còn giúp, ok. Giúp gì hả mẹ? Mồm, nói chuyện với mẹ. Sao mẹ? Hôm nay mẹ nấu rất là nhiều, con có thể cho hàng xóm được không? Ok, mình dịch ngắn. Mình dịch nhanh, ngắn là vậy. Khi mà cái con trỏ chuột hiện lên thì bắt đầu và lắc đầu bằng cách dùng chuột, ok. Mình thử lắc đầu coi. Không. Không muốn đi. Không sao đâu con. Bọn họ sẽ không cắn con đâu. Con phải trở thành một big boy. Trở thành một người đàn ông to lớn và tin tưởng một ngày nào đó. Để có thể chăm sóc mẹ được chứ. Ok. Đừng có mà như bố của con. Ồ. Cái nhà này có vẻ hơi drama đấy. Mẹ bởi mẹ đã đặt 10 hộp ở trong cặp của con rồi. Con nhặt lên nhé. Ok mẹ ơi. Ok, nhặt lên rồi. Xin lỗi về, xin lỗi nhé con yêu, nhưng mà mẹ rất là bận trong việc nấu ăn. Mẹ biết là mẹ đã dạy con đừng nói chuyện với người lạ. Nhưng ok. Con không để mẹ thất vọng chứ. Ba mẹ lắc đầu. Vậy là bà đâm mình là vui luôn. Nói chuyện với mẹ coi. Chúc may mắn con trai. Ok. Vậy chắc... Wow, mình lùng nha. Mình mát lùng luôn. Mình siêu lùng luôn. Ok, vô đi ra ngoài coi. Nhân tiện thì đừng quay lại khi mà con xong nhé. Con sẽ không quay lại khi mà con làm xong tiếp đâu. Có ai nhà em? Chào bà lão. Hi, chào bà. Xin chào. Con chắc là con là đứa nhóc ở bên cạnh nhỉ? Sao con lại đến đồ ở đây? Nhấn và giữ nhấn im để cho đồ ăn. Ok. Cái gì thế này? Món ưa thích của bà đó. Hãy cảm ơn gia đình hộ bà nhé. Nhân tiện thì con có phải là đứa con trai ngoan không? Yeah, I'm a good boy. Good boy. Mình đang sốt mà sao mình sung dữ vậy ta? Lắc đầu thôi. Con bệnh ngốc quá. Ok. Đôi khi thật thà quá thì không phải là điều tốt đâu. Ok. Chúc ngủ ngon. Hey, bye bye bà. Bà dễ thương vậy nhưng mà bà đi từ trong bóng tối ra nhìn ghê quá. Ok, mình có nút chạy không? Chủ yếu là cái lầu thấp nhất á. Cái lầu thấp nhất mới là đáng sợ. Mình muốn ấy từng lầu một. Cái game này ấy. Mẹ người thấy đồ ăn. Oh my god, my love. Cảm ơn. Mình không đi được đâu mẹ ơi. Ok, thằng nhỏ quay trở về nhà rồi. Sao thế con yêu, sao con về sớm thế? Sao thế con yêu?
sao con lại về sớm thế? Đừng nói rằng con quay về mà chưa làm xong việc. Nhưng mà xin lỗi nhé con yêu, mẹ rất là bận. Mẹ nghĩ rằng hàng xóm sẽ không là phải là điều khó khăn nhớ. Con có thể làm được mà. Làm ơn hãy quay về đó và làm cho mẹ tự hào đi. Ok mẹ, phải làm mẹ tự hào. Đi thôi. Mẹ mời cho mình gặp thằng cha ghê vãi. Má kinh dị thật. Đúng như mình nghĩ, cái tầng dưới lúc nào cũng kinh dị nhất. Thằng niên đó hình như không có chân thì phải. Vậy là phải xuống tầng thấp nhất đúng không các bạn? Nhất mới kinh dị, mấy tuần này không kinh dị đâu. Tầng 1 ý cái gì nè? Cái gì bao gì? Cốc cốc cốc. Có người đang đến. Hello. Chị là ai vậy? Yêu. Ý, xin chào, sao mắt chị không có chồng thế? À, nhưng mà chị cười đẹp, cười chị này dễ thương vãi. Tôi nghe rằng đây có phải là truyền thống khi mà có mỗi khi có người mới chuyển vô đúng không? Gật đầu hả? Gật đầu. À, mình phải trả lời. Ok, mình trả lời. Là sao? Lắc đầu hả? Ok, sao đơ rồi. What? Gật đầu nè. À thôi, đưa đồ ăn luôn đi. Tuyệt vời. Xin lỗi. Chị chưa bao giờ gặp chuyện này bây giờ ha ha. Thế cái thứ này gọi là cái gì vậy? Shit. Xin lỗi nhưng mà không muốn tỏ ra khó chịu nhưng mà nó nhớt quá. Ế? Nhớt hả? Cảm ơn, chắc vậy. Đợi chút đã. Có cái con mắt. What? Con mắt? Chắc là mắt bò, mắt heo gì mà. Rồi, gọi cửa. Con dao gì đó. Ê, cậu bé đang làm gì ở đây thế? Đưa đồ ăn cho ổng đi rồi biến đi. Được rồi, không cần đâu nhóc à. Ông không đói đâu. Sao chúng ta không nói chuyện một chút nhỉ? Shit. Gật đầu. Cảm ơn nhé, lâu lắm rồi tôi chưa được nói chuyện. Cậu thấy đấy, vợ tôi gần đây đã qua đời. Và cậu hiểu không, nó rất là buồn khi mà ở một mình. Nhất là ở nơi này thì nó sẽ đến với cậu thôi. Ví dụ như, nó giống như là mới ngày hôm qua thì tôi đã gặp thấy vợ tôi đúng vào cái giờ này. Nhất như nó mới từ hôm qua vậy. Đó là tôi thấy cơ thể không hồn của cô ấy, có nghĩa là bà chết rồi đó. Với một con dao cắm trong cổ họng. Ta sẽ nói thẳng vào vấn đề luôn nhóc à. Nói cho ta nghe, cậu có nghĩ rằng người sai trái, nếu như một người vô tội làm điều sai trái thì... Từ, này gì sao ta? Cậu có nghĩ rằng một người vô tội sai nếu như người đó giết người không? Ông ăn cái này hộ con rồi cho con biến đấy. Mình chạy. Mình nghĩ lắc đầu là ông giết mình. Ok. Ông nghĩ rằng nóng giận sẽ làm đau với người yêu của mình. Đúng vậy hả? Cậu có nghĩ rằng giết người sẽ bị phạt? Yes, đúng rồi, yes, bị phạt đó không? Bị phạt đó. Vậy thì nếu như một ngày nào đó cậu thấy người yêu của cậu, ví dụ như mẹ của cậu là một kẻ giết người, cậu có nghĩ cô ấy đáng bị trừng phạt không? Yes, đồng ý. Thật là
thật là vô tội. Có vẻ như vậy là không có cái gì mất mát rồi. Vào đi và nghỉ một chút. Tôi khuyên cậu đấy. Phát Minh Tự, đừng có lo về mẹ của cậu. Tôi sẽ nói với cô ấy. Game over. Vậy là mình chết rồi hả? Ok, may quá nó cho mình lưu ở đây. Ok, mình không gặp ông già nữa đâu. Ghê vậy kích. May mà nó lưu game. Ok, chúng ta gặp ma đây. Hello thanh niên, chú muốn gì? Ăn không? Thôi nào. Cậu đang... thanh niên này, mình cá chắc thanh niên này đang hack. Cậu gọi tôi đúng lúc giờ hay nhất, chắc là đang chơi game nhỉ? Tôi đang quyết định sẽ... Thôi, không có gì đâu, cảm ơn nhé. Mình thường có... Chúng tôi thường có một cái túi đồ ăn ở ngay đây. Nhưng mà một cái cô gái trẻ nào đó cứ lấy cái túi đồ đó. Và tôi hy vọng cô ấy đã thành công. Thôi, tạm biệt. Cô Tess Kungerby là cái con bé ở dưới đó. Kunger chắc là bà này nè. Có vẻ như không ai nha. Ok, đỡ tốn. Sau hôm nay mình bố mình quốc hết nha. Có vẻ như không ai nha. Ok, lại dư thêm một hộp nữa. Ôi trời, lạnh quá các bạn ơi. Mình nói thiệt, mình đang nổi da gà nha. Mình nổi da gà là bởi vì sốt nha. Hy vọng các bạn thương mình, hãy cho mình một like. Nếu các bạn thương mình, hãy cho mình một like, đăng ký cho mình nha. Có vẻ như không ai nha. Có người thắt cà vạt lại rồi chỉnh tờ trang phục coi ai ra. Ok, ái chà chà, có phải là thằng nhóc hay khóc nhè đây không? Chú mày đang làm gì ở đây vậy? Không có ba và mẹ. Đó có phải là đồ ăn không? Đưa đây cho tao. No, không được. Chú mày gan đấy, đưa ra cho tao. Ủa, nó giật của mình luôn rồi. Sao lúc nào cũng phải làm cho tao phải sử dụng bạo lực thế? Cậu nghĩ rằng ta là người ăn cắp đồ ăn à? Đúng rồi đấy, chính là tao đấy. Và tao đã giấu nó rồi. Tao phải dạy cho hắn một bài học, của ông già đó một bài học. À, con chó của hắn dám liếm tao vào một ngày hôm kia, thật là kinh khủng. Con chó, mày sẽ chết đói trước khi về nhà. Ok, có thể là đói bất cứ lúc nào. Ok, đừng có mà làm phá hỏng kế hoạch của tao. Ok, bye bye bà. Chó liếm mà bà giận vãi. Bà có vậy như ngoài nhà. Ê, khỏe. Có ai nhà em? Hello. Bà này là ấy chà chà. Cậu là một cậu nhóc đáng yêu đấy. Cậu điều gì đã mang cậu tới đây vậy? Thật là lịch sự. Cậu hẳn là rất là mệt mỏi khi mà đi lên đi xuống cầu thang như thế. Hay là vào nhà và nghỉ một chút nhé. Ok, vào đi. Ok. Set small skin. Da mềm mượt. Cái răng của bạn kìa. Mồm bà toét ra rồi. Ta hứa sẽ nhẹ nhàng thôi. Hình như mình lựa chọn sai rồi. Ê, từ. Bà ngửi mình kìa. Mình không chịu được nữa, mình chạy về thôi. Mẹ ơi. Mẹ đây con nhiêu. Sao thế con? Con lại về hả? Ai? Con lại về nhà nữa hả? Con đang làm cho mẹ. Mình phải nói nhẹ nhàng, mình không nên nói gắt khổng. Nhưng mà mẹ ơi,
ơi, mẹ ơi. Đủ rồi con trai à. Con đã làm điều gì đó đáng lẽ con không nên làm, đúng chứ? Đừng có mà chọn mũi vào công việc của người khác nếu như con không muốn bị gặp rắc rối. Đừng có giống như bố của con. Ok, à, nói giống bố của mình thôi. Ok, ok, bye bye mẹ. À, từ từ nói chuyện mẹ thử ít coi. Con còn đợi gì nữa? Con còn đợi gì nữa? Đợi mẹ. Đợi mẹ. Mẹ đi cùng con đi, giờ con đỡ sợ. Ok, mình còn 4 hộp thôi cho nên mình sẽ cố gắng. Knock knock. Ồ, có người nhà, có người nhà. Rồi, chỉnh tay trang phục nha. Chú mày muốn gì đây? Cái mùi thơm đó. Có cần phải trả tiền không? Mẹ con dán. Con dán. Bà mất con dán với mặt mình. Nóc nóc nóc. Có người, có người, có người. Rồi chỉnh tay trang phục. Nó đâu? Cái mặt kìa. Đợi chút đã. Ai của cái con. Cái từ này nặng á. Cái mụ, mình sẽ dịch là mụ đàn bà ha. Con trai của cái mụ đàn bà nóng bỏng ở trên lầu 9 không? Không. Lắc đầu đi, lắc đầu đi. Chú nó. Nói dối. Thanh niên này biến thái đi. Má gặp biến thái rồi. Má gặp biến thái rồi. Nói dối. Làm sao mà tao có thể quên được cái mùi hương này? Và tao chắc chắn rằng cái mùi này vẫn còn ấm. Tao không thể chơi được nữa. Mẹ ơi. À gì? Mình không thể nào chịu được nữa. Mẹ ơi. Hello mẹ. Mẹ không nói gì hết. Một lần nữa. Nhưng mà mẹ, bọn họ. Nếu như con không về. Nếu như con về nhà thêm một lần nữa. Thôi mình nên nói. Nếu như con về nhà thêm một lần nữa, con sẽ không bao giờ quên nó. Con có nghe mẹ không? Xin lỗi mẹ, mẹ đang cầm con dao kìa. Bình tĩnh mẹ ơi. Làm như theo lời tao nói đi. Nó khó lắm mà. Ok, ok. Mẹ đáng sợ phải. Mẹ đáng sợ hơn mấy cái thằng đó luôn. Ok, con sẽ đi nha mẹ. Con đang sốt mà. Con đang sốt mà mẹ có bắt con làm ba cái việc gì đâu không à. Ok, mình còn 2 hộp thôi nên chắc sao thế nhóc? Bố mày đang bệnh. Ăn không chú. Thật à? Đây là một cái công việc nhàm chán. Chú mày biết không? Để ngoài cửa đi. Cảm ơn. Ok. Sorry. Nó đây nè. Đặt đồ ăn. Oh my god. Con lên bà ơi, con không muốn đồ cho bà. Vâng, bà ngon đấy, nói chuyện với bà. Này, có, này nhà, có, đây có phải là cậu nhóc ở trên tầng 9 nhà? Cậu đang làm gì một mình ở đây vậy trong đêm hôm thế này? Ăn không bà? Thật là đáng yêu. Thật. Các con hẳn là mệt mỏi lắm rồi. Nhìn nè. Mẹ con làm cái này hả? Cô cần phải biết cái công thức của mẹ con mới được. Ok, bà gọi kìa. Chào Hilary, là tớ đây. Laura. Hả? Cái đứa nhóc nhà cậu ấy vừa đưa cho tớ nè. Cái nét thật là một người đàn ông may mắn. Nếu như có người vợ đảm đang như cậu nấu mỗi ngày, đúng không? Oh fuck. Ý cậu là... Ý cô là đã từng là sao? Để mị đáng nhé.
Anh ấy đã nói chuyện về chúng ta rồi nhỉ? ngoại tình rồi, cơm chó rồi. Hả? Ý cậu là sao? Đó không phải là ý của cậu hả? Cái con chó điên này. Chúng mày đừng có mà di chuyển đấy nhóc con. Mình cần phải chạy về nhà với mẹ. Ok, chạy về thì chạy về thôi. Mình cần phải về nhà mẹ thì về. Tao sẽ giết tất cả. Oh my god, bà đang cầm gì? Bà đang cầm cái gì vậy? Bà đang cầm cái gì đó? Đầu chính nè, mình coi bạn đang cầm cái gì á. Oh fuck. Mẹ rất tự hào về con. Ô mẹ ơi, cất con dao rồi mẹ ơi. Bây giờ con hãy vào phòng và ngủ đi. Mẹ cần làm một vài việc. Oh my god, mình nhảy cẩn lên luôn á các bạn. Mình nói thiệt là mình đang sốt, mình đang rất là mệt và mình không có tâm trạng nhưng mà mình nhảy cẩn lên luôn khi mà thấy bà cầm con dao, bà chạy như một vị thần lên chỗ mình. Ok, đây là leftover, đồ ăn thừa rồi, đồ ăn còn dư. Các bạn thấy hay thì hãy like cho nó nha. Share, đăng ký các kiểu ha. Mình mệt lắm rồi. Mình muốn chơi thêm nữa nhưng mà không đủ thời gian rồi. Cảm ơn các bạn đã xem được Phúc Béo. Đây là đồ ăn thừa. Game khá thú vị và hay. Nó tương tác thứ các kiểu. Mình mệt lắm rồi. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye. Ciao ciao.